Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Bạn biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật Sau đây sẽ là nội dung chi tiết Phong trào Hezbollah ở Liban mới đây tuyên bố đã phóng nhiều loạt rocket vào thị trấn Kiryat Mona, miền bắc Israel để trả đũa các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban mà họ cho rằng đã khiến một số người thiệt mạng Trong một tuyên bố, phong trào Hezbollah ở Liban nhấn mạnh cuộc tấn công của họ nhằm đáp trả hành động Israel. Trước đó, một quan chức Hezbollah ở Liban cùng ngày cho biết một cuộc tấn công của Israel nhằm vào một xe ô tô ở miền nam Liban đã khiến một người thiệt mạng, đồng thời nhấn mạnh vụ tấn công là một diễn biến nguy hiểm mà Israel sẽ phải trả giá đắt. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết những binh sĩ của họ có liên quan đến một phương tiện được xác định là phương tiện tình nghi vận chuyển những phần tử khủng bố ở Liban và họ đang xem xét báo cáo về việc có những dân thường ở trong đó. Nhà chức trách Liban trước đó tuyên bố một cuộc tấn công của Israel nhằm vào một xe ô tô ở khu vực miền nam nước này đã khiến ba trẻ em và một phụ nữ lớn tuổi thiệt mạng. Trước đó, theo kênh truyền hình RT, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết lực lượng của ông sẽ tiếp tục các cuộc đấu tranh với quân đội Israel cho đến khi Hamas giành được chiến thắng ở Gaza. Ông Nasrallah cảnh báo Israel sẽ phạm sai lầm nếu tấn công vào Liban. Ông Nasrallah nhấn mạnh trong bài phát biểu trên truyền hình, những gì đang xảy ra ở Gaza ngày nay không chỉ là một cuộc xung đột thông thường đây là một trận chiến lịch sử mang tính quyết định với những hậu quả sẽ định hình lại tương lai. Ông tuyên bố mục tiêu của Hezbollah trong cuộc xung đột này là ngăn chặn hành vi căng thẳng ở Gaza và đảm bảo rằng Hamas đạt được chiến thắng trước Israel. Bài phát biểu của Nasrallah là bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi lực lượng thánh chiến Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Thủ lĩnh Hezbollah cho biết nhóm của ông không tham gia lập kế hoạch tấn công mà chỉ nhân cơ hội nhập trận. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột Hezbollah giới hạn hoạt động của mình bằng việc bắn lẻ tẻ tên lửa và vũ khí nhỏ vào israel từ lãnh thổ liban tuy nhiên lực lượng phòng vệ israel idf quân đội israel đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái những cuộc giao tranh đã gia tăng về tần suất và cường độ trong hai tuần qua idf đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước bài phát biểu của ông nasrallah vì lo ngại rằng thủ lĩnh phiến quân sẽ công bố một chiến dịch lớn chống lại nhà nước do thái trong bài phát biểu của ông nasrallah không có một thông báo nào như thế được đưa ra thủ lĩnh hezbollah nói rằng lực lượng của ông cho đến nay đã góp phần vào cuộc xung đột bằng cách kìm hãm một phần ba quân chiến đấu của israel và gần một nửa lực lượng hải quân của nước này nằm gần biên giới liban điều này đã làm giảm số lượng binh sĩ sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ ở gaza và khiến giới lãnh đạo israel lo sợ hoảng loạn thủ lĩnh nasrallah cho biết thêm trong những ngày tới lực lượng này sẽ có thêm nhiều hành động nhằm vào israel trên mọi mặt trận Ông Nasrallah cảnh báo lực lượng Hezbollah sẵn sàng cho bất kỳ hành vi gia tăng nào từ phía Israel, đồng thời cảnh báo nếu một cuộc xung đột rộng hơn nổ ra, Mỹ sẽ phải trả giá bằng tàu, máy bay và binh sĩ. Về phần mình, Nhà Trắng từng lo ngại về các cuộc tấn công của Hezbollah và các lực lượng Israel khi các cuộc đấu súng gia tăng ở biên giới Liban và Israel. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby, không có dấu hiệu nào cho Hezbollah sẵn sàng toàn lực can dự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phủ nhận việc gắn cuộc biểu tình của lực lượng dự bị với cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10, sau khi ông Benyamin, thành viên phe đối lập chỉ trích ông vì tuyên bố trên. Thủ tướng Netanyahu khẳng định cần kiểm tra xem cuộc biểu tình chống chính phủ có liên quan động cơ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 hay không. Trước đó trong nội bộ nước này đã diễn ra các cuộc tuần hành phản đối chính quyền đương nhiệm của thủ tướng Netanyahu, bao gồm việc lực lượng dự bị tuyên bố không báo cáo nhiệm vụ thường xuyên. Ông Benigan, thành viên chính phủ thời chiến thuộc phe đối lập, đã kêu gọi thủ tướng Netanyahu rút lại tuyên bố của mình, đồng thời khẳng định tất cả lực lượng dự bị đều sẵn sàng phục vụ. Tuy nhiên, sau đó văn phòng thủ tướng Israel lại nhấn mạnh ông Netanyahu không hề nói rằng việc lực lượng dự bị từ chối báo cáo nhiệm vụ là nguyên nhân khiến Hamas tấn công. Cuộc khẩu chiến ngày 5 tháng 11 là dấu hiệu căng thẳng mới nhất trong nội các chiến tranh của Israel, đặc biệt là mối quan hệ giữa thủ tướng Netanyahu và ông Gan ông netanyahu khiến công chúng phẫn nộ vì không chịu trách nhiệm về thất bại tình báo trước cuộc tấn công của hamas trong khi các quan chức hàng đầu gồm lãnh đạo quân đội cơ quan simbet và bộ trưởng tài chính đều thừa nhận sai lầm của họ trước đó thiếu tướng haharon haliva người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội israel cho rằng tình báo quân sự israel đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất ông haliva cho biết cơ quan của ông đã không phát hiện ra mối đe dọa từ lực lượng hamas và cảnh báo quân đội kịp thời ngăn chặn cuộc tấn công Ông Haliva nói, đây là một thất bại về mặt tình báo, nhấn mạnh rằng ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này với tư cách là người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Israel. Ngày 7 tháng 10, Hamas bất ngờ bắn hàng nghìn quả rocket từ giải Gaza vào miền nam Israel. Israel đã đáp trả bằng đợt không kích và pháo kích. Các cuộc tấn công cũng như đụng độ giữa lực lượng phòng vệ Israel và phong trào Hồi giáo Hamas cho đến nay đã khiến hàng nghìn người Israel thương vong. Theo các quan chức y tế địa phương, Israel đã đáp trả cuộc tấn công của Hamas bằng một chiến dịch ném bom quy mô lớn nhằm vào Gaza. Ngay sau đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Nội địa Sinbad của Israel, Roneba, đã nhận trách nhiệm cá nhân về thất bại trong việc ngăn cản Hamas thực hiện cuộc tấn công hôm 7 tháng 10. Ông Roneba nói, mặc dù đã thực hiện một loạt hành động nhưng thật không may, vào ngày 7 tháng 10 chúng ta đã không thể đưa ra đủ cảnh báo để ngăn chặn cuộc tấn công, là người đứng đầu tổ chức, trách nhiệm về việc này thuộc về tôi. Sẽ có điều tra về việc này, bây giờ chúng ta đang chiến đấu. Theo truyền thông Israel, ông Ba nghĩ rằng Hamas tiến hành một cuộc tấn công quy mô nhỏ nên chỉ triển khai một đơn vị nhỏ tới biên giới Gaza. Trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, có 10 nhân viên của Sinbeck thiệt mạng. thông báo israel mới đây dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền tổng thống biden cho biết israel đã điều chỉnh đáng kể kế hoạch quân sự ban đầu của mình cho cuộc xung đột chống hamas sau nhiều cuộc đàm phán với mỹ khi được hỏi liệu washington có thảo luận với israel về số thương vong dân sự ngày càng tăng hay không quan chức cấp cao này khẳng định rằng mỹ đang đặt những câu hỏi khó và liên tục nêu nghi vấn cũng như đảm bảo có sự rõ ràng về các mục tiêu israel đang tìm kiếm quan chức trên nói trong một cuộc phỏng vấn Israel đã cải tiến đáng kể những gì trong kế hoạch ban đầu của họ. Lưu ý rằng việc kêu gọi ngừng bắn sau cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10 sẽ không phải là chính sách đúng đắn mà Mỹ đang thực hiện. Quan chức này cho biết lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào việc Israel cảm thấy an toàn và đảm bảo điều gì đó như thế này không thể xảy ra nữa. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đang đẩy mạnh cuộc tấn công trên bộ ở phía bắc giải Gaza, đụng độ ác liệt với các tay súng Hamas, khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố rằng quân đội nước này đang tiến theo kế hoạch. Ước tính có khoảng 800.000 người Palestine đã di tản về phía nam khỏi thành phố Gaza sau nhiều lần kêu gọi sơ tán của Israel, nhưng hàng trăm nghìn người vẫn ở lại phía bắc. Trong đó có nhiều người đã rời đi và sau đó quay trở lại vì Israel cũng đang thực hiện một số cuộc không kích ở phía nam. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng Israel có thể đối mặt với tình thế nguy hiểm khi siết chặt vòng vây ở thành phố Gaza và cận chiến dữ dội với phong trào Hamas. Sau khi mở rộng hoạt động trên bộ, bên trong Gaza, các lực lượng Israel tuyên bố đã bao vây hoàn toàn thành phố chính của dải đất ven biển này. Đây là kết quả của bước tiến quyết liệt mà Israel đã thực hiện trong những ngày qua, nhưng điều đó có thể dẫn tới những trận giao tranh ác liệt hơn khi cả Israel và Hamas đối đầu trong một cuộc xung đột đô thị. Phát biểu với báo chí, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, lực lượng phòng vệ Israel IDF đang bao vây thành phố Gaza từ trên không, trên biển và trên bộ. Quân đội Israel đang tiến lên trong các trận đánh, phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas, bắn hạ các chiến binh và loại bỏ các đường hầm của lực lượng này. Theo thông tin tình báo, mã nguồn mở và bản đồ của Viện nghiên cứu chiến tranh ISWVQ có trụ sở tại Washington, lực lượng phòng vệ Israel đã tiếp cận thành phố trên nhiều trục các lực lượng Israel hiện đang hoạt động tích cực ở phía đông bắc và tây bắc Gaza. Còn ở phía nam, họ đã chia cắt giải đất này thành hai phần, bằng cách tạo ra một ranh giới kéo dài từ biên giới đến biển Địa Trung Hải. Israel đã nhiều lần kêu gọi người dân ở phía bắc Gaza sơ tán về phía nam, ngay cả trước và sau khi tiến hành cuộc tấn công trên bộ từ cuối tháng 10. Khi tiến sát thành phố Gaza, Israel đã phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khác nhau từ Hamas, trong số này có tên lửa chống tăng, thiết bị nổ tự vệ, lựu đạn và các cuộc phục kích được tiến hành qua mạng lưới đường hầm khét tiếng của nhóm chiến binh. Quân đội Israel đã công bố video cho thấy bộ binh và thiết giáp của nước này hoạt động ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp khu vực. Trong khi đó, Hamas cũng đăng tải một số video cho thấy các cuộc đấu súng dữ dội, cuộc bắn phá bằng tên lửa và hoạt động tấn công bằng máy bay không người lái vào quân đội và thiết giáp hạn nặng của Israel. Nhiều chuyên gia chiến tranh cho rằng cuộc xung đột đô thị có thể sẽ cực kỳ khó khăn đối với IDF, họ sẽ phải đối mặt với nhiều cạm bẫy hơn cùng các cuộc tấn công bất ngờ theo kiểu du kích và những mê cung phức tạp hơn trong tuyến đường hầm dưới lòng đất. Các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ cảnh báo cuộc chiến trên bộ của Israel sẽ là trận chiến cam go nhất của nước này. Ngoài giải Gaza, quân đội Israel còn phải đối phó với các cuộc tấn công từ những lực lượng được Iran hậu thuẫn từ nhiều hướng khác. Dọc biên giới phía bắc của Israel, lực lượng Hezbollah tiếp tục có các cuộc đọ súng nhỏ lẻ với IDF ở phía nam phiến quân houthi tại yemen đã sử dụng máy bay không người lái và phóng tên lửa tấn công trong đó có cả một vụ tấn công được cho là thực hiện bằng tên lửa đạn đạo khiến israel lần đầu tiên phải triển khai hệ thống phòng không arrow đồng thời điều tàu vào biển đỏ để gia tăng khả năng phòng thủ